Chào anh chị nhá, lại là tôi đây. Như con nói quen thuộc thôi. Anh chị hãy nhớ đăng ký bên dưới để theo dõi những video liên quan đến ngoại ngữ tiếp theo. Tiếng Anh Grab Bài, chuyên là chém gió, chuyên là giao lưu về vấn đề liên quan đến ngoại ngữ đấy. Thì hôm nay tiếp tục cái chủ đề liên quan đến ngoại ngữ thôi là theo cá nhân tôi, theo cái cá nhân ý kiến cá nhân của tôi thì là học ngoại ngữ vào cái thời điểm nào, học vào giờ nào, hoặc là học một ngày bao nhiêu tiếng thì nó sẽ mang tính chất là hiệu quả nhất trong khả năng nghe, khả năng nói, khả năng giao tiếp, khả năng đọc viết. Vấn đề là nghe nó đọc viết, mà ngôn ngữ nào sinh ra cũng có cùng bốn kỹ năng này thôi: nghe nó đọc viết đấy. Thì cái này thì nó chỉ mang trước khi làm video này thì tôi cũng đọc những cái bài nó liên quan đến là học ngoại ngữ vào cái thời điểm nào, vào giờ nào nó hiệu quả nhất. Đấy, tôi chỉ đọc mang tính chất tham khảo thôi, thì còn cái video này trong đó mang cái tính chất là cái trải nghiệm cá nhân. Tôi đã áp dụng học ngoại ngữ đến thời điểm này, 6-7 năm trước học tiếng Anh và học những thứ tiếng khác, và tôi vẫn duy trì áp dụng đến thời điểm này, không bỏ ngày nào. Kể cả ngày thứ bảy chủ nhật thì tôi vẫn giữ thói quen. Nó không phải mang tính chất là chăm chỉ, chỉ là thói quen thôi. Kể cả những ngày thứ bảy chủ nhật thì tôi vẫn duy trì cái thói quen là học ngoại ngữ, nghe ngoại ngữ. Vì thời điểm này chưa có người nước ngoài đến, thì cho nên là tôi vẫn phải nói chung là tự sướng, tự rèn luyện, tự nghe, tự nói, tự đọc, tự viết một mình. Nhưng mà khi nào có người nước ngoài đến thì mình phải ra giao lưu để tăng khả năng phản xạ, giao tiếp, khả năng nói, khả năng nghe. Sai chỗ nào người ta còn sửa, sai chỗ nào người ta còn chỉnh cho mình để mình còn tiến bộ chứ. Đó. Nhưng tại thời điểm này người nước ngoài chưa có nhiều, cho nên là tôi vẫn nói chung là tự rèn luyện một mình. Đó. Thì quay lại với chủ đề là theo tôi ý, thì là cái thời gian nào trong ngày học hiệu quả nhất ngoại ngữ đấy, thì theo tôi là tôi nghĩ nhiều anh chị đoán ra rồi là cái buổi sáng sớm 5, 6, 7 giờ đấy, thậm chí là 8 giờ. 8 giờ cũng được chẳng sao, vì tôi chứng kiến những người người ta 8 giờ người ta mới ngủ dậy, nhưng mà họ làm việc vẫn là rất là hiệu quả và họ rất là giàu có đấy. Nói chung là cái thời điểm ví dụ mà người ta dậy 8 giờ nhưng ví dụ người ta 12 giờ người ta mới ngủ thì sao? Đấy, cái vấn đề như vậy đấy, khó nói lắm. Cho nên anh chị đừng nghĩ là những người nào người ta ngủ đến 8, 9, 10 giờ sáng là không kỷ luật hay là không làm việc hiệu quả trong ngày, cũng tùy người thôi. Nếu anh chị đọc trong cái cuốn Mặt Giấy Tâm Đen đi, thì là cô Chi Ninh Chu cũng chỉ ra là có rất nhiều người gọi là cả chính trị gia hay là người thành công trên thế giới đó, là người ta ngủ ngày, người ta cày đêm, có nghĩa là mỗi cơ thể với cả mỗi cái mục đích hay là mỗi cái giờ làm việc của mỗi người khác nhau, thế cho nên là người ta sẽ có những cái lịch làm việc khác nhau đấy. Thế tôi đã chứng kiến những người 12 làm việc đến 12 giờ 1 giờ mới ngủ, sau đó họ ngủ đến 8 9 giờ thì họ cũng ngủ chỉ 7 8 tiếng, chả nhiều đấy. Cho nên là có những người thì đúng rồi, nếu mà dậy sớm thì càng tốt. Dậy sớm thì vì sao? Vì tôi thấy là cái thời điểm dậy 4 5 giờ 5 6 giờ thì không khí rất là trong lành và là được cái là yên tĩnh, yên tĩnh để mình làm việc cá nhân, làm học hành, rồi là nói chung là yên tĩnh để tập trung đấy. Thế thì theo tôi thì là nếu mà dạy được thì là tầm 5-6 giờ rất là hiệu quả, vì tôi cũng áp dụng vẫn cái thời gian này là nó thành thói quen, nhưng nó không phải mang tính chất chăm chỉ. Tôi không nói là tôi mang tính chất là tôi không nói là tôi chăm chỉ, nó chỉ mang tính chất là thói quen thôi. Mình cứ đến cái giờ này ngủ mà giờ kia dậy, thế là nó cứ thành thói quen. Thế đến giờ đấy là hôm sau bắt đầu, cứ đến giờ đấy bắt đầu nó tỉnh dậy thôi. Đấy, thì là theo tôi là cái tầm 5-6 giờ dậy được, thậm chí 7-8 giờ cũng được, nhưng mà 5-6 giờ lúc đấy là nó được cái là gì? Là yên tĩnh. Đấy, yên tĩnh với cả sau một cái giấc ngủ buổi đêm ấy, thì não thì vẫn hoạt động, xong mình tái tạo lại đấy. Thì bắt đầu là khi mà dậy tầm đấy thì là não mình cảm thấy nó rất là trống rỗng, kiểu như là nó rất là nói chung là trong ấy. Trong để bắt đầu là để hấp thụ những cái khác đấy. Mà quan trọng nhất là anh chị hấp thụ thì nghe nó đọc viết những cái thông tin gì, những cái tài liệu gì mỗi ngày rất là quan trọng nha anh chị nha. Đấy, thì nó đi vào cái tiềm thức, mà sau đó là mình dễ bắt chước, mình dễ bị ảnh hưởng lắm. Thế cho nên là tôi cũng chọn những cái chủ đề, những cái tài liệu mà tôi quan tâm nhất, tránh pha những cái tiêu cực và những cái bài hát nó mang tính chất ủ rũ hay là buồn bã. Nói chung là càng nghe những cái nó tích cực, nó mạnh mẽ, nó vui vẻ, thì là thực ra thì là mình cũng thấy tích cực vui vẻ theo. Sau đó là nghe những cái tài liệu về tài chính, kinh tế hoặc là thể thao gì đấy, hoặc là những chủ đề gì mình quan tâm, miễn là bằng ngoại ngữ đấy, thì bắt đầu là
nó tích cực thì bắt đầu là lúc đấy não mình cảm thấy mới dậy thì bắt đầu là học hấp thụ vào hiệu quả nhất, thì là sau một giấc ngủ thì bắt đầu là lại một cái ngày làm việc mới, não bắt đầu là trong lành hơn, đấy vấn đề là thế. Thế là 5-6 giờ học hiệu quả nhất, thì tôi cảm thấy thế nhá, còn người khác nó không biết. Thế là sau đó thì đi làm thì tôi làm, bây giờ thì đi làm tầm khoảng chiều về học xong thì lại nghe tiếp, bật lên nghe tiếp vẫn hiệu quả. Nhưng mà sau cái giờ làm việc ở chân tay, bây giờ tôi vẫn làm mang tính chất là chân tay, thì tôi cũng làm mấy ngành nghề nó chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng mà đến thời điểm này thì vẫn có làm công việc chân tay đến chiều mới về. Thì đến cái thời điểm làm video này tôi cũng oải oải rồi, làm chân tay thì nó mệt mà. Nhưng mà vấn đề là mình mệt nghỉ một chút, sau đó lại nghe tiếp học tiếp đấy. Nhưng mà tôi cảm thấy nó không hiệu quả bằng cái lúc mà mình khi mình mới dậy mình bật cái để đấy, ông đánh răng rửa mặt đi vệ sinh rồi là làm những việc riêng, nấu cơm chẳng hạn đấy. Sau đó là vẫn bật lên mình nghe những ngoại ngữ, về những bản tin, về những cái tài liệu mình quan tâm, về những ngoại ngữ khác, ví dụ tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Ý chẳng hạn đấy, tùy mỗi người học tiếng gì đó. Nhưng mà vấn đề là tôi thấy là nếu mà dậy được khoảng 5-6 giờ thì tôi thấy học hiệu quả nhất anh chị nhá. Thế còn có những người người ta dậy 7-8-9 giờ cũng chẳng có gì là lười đâu. Có rất nhiều người dậy 7-8 giờ, 8 giờ, 9 giờ mà tôi thấy họ rất là chăm làm việc hiệu quả trong một ngày anh chị nhá. Rất là chăm chỉ và họ rất là giàu có. Có những người như thế đấy, tôi đã chứng kiến mà tôi đã gặp, tôi đã từng giao lưu rồi. Nhưng mà đối với việc học ngoại ngữ, đây là cái lĩnh vực ấy nha, cái phạm vi là học ngoại ngữ mà mang tính chất là cá nhân, thì tôi thấy là 5-6 giờ tôi thấy học hiệu quả nhất. Đó, lúc đấy là não mình trống trơn rồi, gọi là trống trơn đấy. Sau đó là nghe rồi, lúc đấy thì lúc mới dậy thì cũng chẳng viết vời cái gì cũng. Sau đó là cũng chỉ mang tính chất là nghe nhiều, đọc cũng lười mà viết cũng lười. Thường thường tôi tập viết ngoại ngữ thì tầm buổi chiều này này, viết mới đọc. Lúc đấy đi làm về rồi, bắt đầu là lấy tựa y vào tường như này, bắt đầu đọc. Vừa đọc vừa nghỉ ngơi một chút đấy. Còn những cái thời gian dậy sớm thì tôi dành cho thời gian nghe nhiều, rồi lủng bủng nói chuyện một mình, nói chuyện bằng ngoại ngữ, nói ngoại ngữ của mình đấy. Nói được câu gì thì nói để nhại theo, để học hành nó phát triển nhất, để nó tiến bộ nhanh nhất đấy. Thế hôm nay video chấm đó thôi. Là theo tôi, theo ý kiến cá nhân của tiếng Anh Grabby, thì là học ngoại ngữ thời điểm nào trong ngày là hiệu quả nhất? Theo tôi là cái giờ sáng, lúc mình mới ngủ dậy. Lúc mình mới ngủ dậy, tôi có thói quen mới ngủ dậy tôi đã bật luôn rồi, bật luôn cái điện thoại để nghe rồi, để nói rồi đó. Sau đó là kết hợp đi mình làm việc cá nhân, đánh răng rửa mặt đi vệ sinh rồi là các kiểu đấy. 5-6 giờ 7 giờ anh chị nha. Còn có nhiều người người ta muộn hơn chẳng vấn đề đâu, nhưng mà theo tôi là 5-6 giờ đó. Anh chị đi video bổ ích thì lại một lần nữa là nhớ đăng ký bên dưới anh chị nha, và chia sẻ video này. Chúc anh chị một ngày an lành và làm việc hiệu quả, nhiều niềm vui.